Ok, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với bài số 3. Bởi vì theo cô nhận thấy thì cái bài số 3 nó là một bài cực kỳ quan trọng đối với các bạn ha. Cái ngữ pháp của bài số 3 nó có liên quan đến hai điểm ngữ pháp rất là quan trọng và nó sẽ kéo dài cái nội dung này cho đến khi các bạn đi thi đại học luôn. Cho nên nó cực kỳ quan trọng, cho nên các bạn phải đặc biệt lưu ý ha. Chính vì vậy mà hôm nay cô sẽ cho các bạn thêm cái bài tập để các bạn có thể có cái cơ hội thực hành cái bài cái kiến thức ngữ pháp này. Thì chúng ta nhìn lại cái kiến thức ngữ pháp ở đây, cái bài số 3 là body đúng không? Thì hôm trước cô có nói với các bạn là cái phần từ vựng, phần ngữ pháp, rồi chúng ta có làm một phần bài test để chúng ta có thể tiếp xúc với nhiều dạng bài tập khác nhau trong cái bài đó. Tuy nhiên thì cái phần bài tập đợt này mà cô đưa cho các bạn, đây là một cái phần bài tập nó khá là tập trung, nó liên quan trực tiếp đến hai cái điểm ngữ pháp quan trọng ở đây. Thì các bạn cũng đã thấy nè, đó là cái điểm ngữ pháp mà thứ nhất đó là động từ nguyên thể infinitive và động từ ở dạng động từ thêm ing á, là danh động từ. Đây là hai điểm ngữ pháp. Đây là điểm ngữ pháp đầu tiên, cực kỳ quan trọng. Cái điểm ngữ pháp ngữ thứ hai á, là câu bị động với động từ nguyên thể và danh động từ. Nó cũng liên quan đến động từ nguyên thể và danh động từ nhưng mà nó ở dạng bị động. Đây là hai điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng và xin các bạn hãy lưu ý. Xin các bạn hãy lưu ý ha. Cô đặc biệt chú ý hai cái phần này bởi vì nó sẽ không ít thì nhiều, nó sẽ xuất hiện trong những cái bài làm của các bạn đó. Ok, vậy thì chúng ta sẽ xem lại những cái video trước. Nếu các bạn không có nắm vững, các bạn xem lại những cái video trước giùm cô ha. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua cái phần bài tập ở đây. Thì cái phần bài tập ở đây thì cô làm sơ sơ cho các bạn để các bạn dễ hiểu ha. Thì chúng ta đi sơ qua, chúng ta nhìn một cách tổng quát thì chúng ta nhìn thấy là phần đầu tiên chính là phần pronunciation. Để cô khoanh tròn những cái phần mà khoanh tròn như thế này, đó là những cái phần mà cô sẽ giải thích cho các bạn, đó là cô nghĩ là nó quan trọng và chúng ta sẽ tập trung vào những cái phần đó. Còn những cái phần còn lại thì cô để cho các bạn tự làm, và nếu các bạn có thắc mắc hay là có đặt một cái câu hỏi gì thì các bạn có thể để lại cái comment để cô giải đáp cho các bạn, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian. Thật sự thì cô cũng không có nhiều thời gian, cô tranh thủ hết mức để hỗ trợ cho các bạn lúc mà các bạn đang thi giữa học kỳ 1. Ok, thì cái phần pronunciation này nó quan trọng ha, chúng ta nên xem. Phần thứ hai, đây là phần trực tiếp liên quan đến cái điểm ngữ pháp đầu tiên đó, infinitive hay là gerund. Ok, thì chúng ta ôn lại một cách cụ thể hơn trong từng cái câu một ha. Cái phần bài tập này cô nghĩ nó rất là sâu sát với cái chương trình của các bạn, rất là sát với cái bài của các bạn luôn, cho nên là các bạn đi kỹ ha. Phần số 2 chúng ta sẽ xem. Cái phần số 3 đó là phần multiple choice mà các bạn cũng sẽ lựa chọn ở đây. Dĩ nhiên nó cũng sẽ liên quan đến cái phần điểm ngữ pháp số 1 và số 2 luôn, điểm hai điểm ngữ pháp luôn ha. Let's see, chúng ta có 10 câu. Phần này các bạn tự làm ha. Phần này cô để các bạn tự làm, nó bổ trợ thôi. Phần này chúng ta sẽ làm bởi vì chúng ta sẽ sửa lỗi sai, xem cái câu nào nó đúng rồi thì thôi, cái câu nào nó sai, nó chưa đúng thì ta sửa lại cho đúng. Và đương nhiên là cái ngữ pháp ở đây nó sẽ cũng sẽ liên quan đến hai điểm ngữ pháp quan trọng đó. Phần 6 La Mã chúng ta cũng sẽ làm, là bởi vì chúng ta không chỉ hiểu từ, chúng ta không chỉ dùng từ mà chúng ta phải chia từ cho đúng. Trong những cái câu này ha, ta cũng sẽ có 10 câu. Phần 7 La Mã đó là một phần bài đọc và người ta cho các bạn những cái chỗ trống, phần bài đục lỗ rất thú vị ở chỗ này, đó là cô thích cái tài liệu này ở chỗ này nè, đó là người ta không hề cho bạn cái từ nào cả, các bạn phải tự điền từ vào. Thì phần này cô sẽ không có giải thích cho các bạn, tuy nhiên các bạn cũng nên xem qua ha. Phần này nói về Queen Elizabeth II, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, người mà vừa mới mất trong hình như là khoảng chừng tháng qua ha, chưa được một tháng nữa. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Phần tiếp theo cũng là một phần bài đọc và cô nghĩ các bạn vẫn có thể tự đọc được, đó là phần bài đọc. Và khi các bạn đọc bài thì các bạn trả lời những cái câu hỏi multiple choice, chúng ta chỉ có 5 câu thôi.
Cái này cô để cho các bạn tự làm. It's okay. Yes. Right. Đúng không? Được ha. Đó, chúng ta vẫn phải có những cái lúc mà chúng ta phải chủ động. Rồi, phần chính là mã, đây là phần viết. À, phần viết này rất là thú vị. Các bạn sẽ sẽ được cho một cái câu như thế này. À, ta ghi là finish the second sentence so that it has the similar meaning to the first one. Nghĩa là gì? Người ta cho mình một câu và người ta cho những cái từ gợi ý đoạn đầu tiên như thế này, và mình phải hoàn thành hết cái phần còn lại, làm sao cho cái ý nó không thay đổi. Ok. Và đương nhiên cái cấu trúc nó sẽ khác, đúng không? Chúng ta phải nhìn vào cấu trúc và chúng ta phải nhận định xem ta nên viết như thế nào. Ok. Còn cái phần 10 la mã, đây là phần sắp xếp trật tự câu, nhưng mà chúng ta phải làm sao? Complete each sentence of the following letter. Tức là chúng ta phải dùng những cái ý đó để chúng ta viết thành câu. Nó cũng rất là hay. Tuy nhiên nếu chúng ta có thời gian chúng ta sẽ làm phần này, còn nếu chúng ta không có thì cô cũng sẽ bỏ qua phần này luôn. Các bạn có thể tự làm ha. Còn nếu các bạn thắc mắc thì cô sẽ có thể hỏi và cô sẽ giải đáp cho các bạn. Ok, đó là cái phần tổng quan trong cái bài này. Thì dưới cuối tài liệu đây là cái phần fun corner thôi, không có gì. Đó, các bạn nhìn qua hết cái phần bài này, vậy tất cả là chúng ta phải làm phần 1 là mã, 2 là mã, 3 là mã. Let's see, 5 là mã, 6 và 9 nha. Nó cũng khá là nhiều. Tuy nhiên cô đi những cái phần sát nhất đối với chương trình cho các bạn ha. Chúng ta vào ngay cái phần đầu tiên. Đó là phần pronunciation. Để các bạn cũng nhìn thấy ở đây là cô ở phiên âm trước cho nó dễ hiểu cho các bạn, và cái gì cô vẽ được lên đây thì cô vẽ cho, còn có những cái cô không vẽ được thì cô đọc ra cho các bạn nghe. Và có những cái cũng dễ quá thì ok, bỏ qua ha. Ok, ở đây các bạn sẽ chọn ra những cái từ mà có cái phiên âm nó khác nhất so với cái phần còn lại, so với tất cả các từ còn lại. Và chúng ta chú ý những cái từ mà được gọi là underlines. Underlines có nghĩa là được gạch chân. Và cái từ đầu tiên đó là clap. Clap, vỗ tay ha. Rồi perhaps, perhaps. Racial, candle. Thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng là câu C là khác nhất là âm A, trong khi những cái âm khác là âm A. Rồi đây, câu số 2, pretty, âm E ha. Trong khi đó thì còn lại là rest, âm E, impress, âm E, fresh, âm E. Cho nên chúng ta chọn câu A. Ok, cô chuẩn bị sẵn thì cái này nó nhanh hơn thôi ha. Ok, hottest, hờ hờ, honor. Lưu ý là cái H này câm nè, chữ H này câm ha. Cho nên nó khác nhất á. Rồi hovercraft hay là hostel thì chúng ta sẽ chọn câu B, bởi vì cái chữ H này nó câm. Cô bấm nhỏ lại. Right. Ta chọn câu B. Câu số 4, ta xem. Lose, lost, lost hay là lots. Ba chữ này thì nó giống nhau rồi, đúng không? Còn âm này là âm U. Âm U ha, lose. Vậy chỗ này chúng ta sẽ chọn câu A. Đuôi S, cái này thì nó quá dễ với các bạn rồi, bởi vì nó phải rất là quen thuộc với các bạn. Bởi vì trong chương trình không, ít nhất là chương trình lớp 9 là các bạn đã học cái này kỹ rồi. Cho nên travels, âm z, occurs z. Bởi vì đây là phụ âm l cho nên sau nó sẽ là z. Đây là phụ âm r cho nên sau nó là z. Đây là phụ âm the này nè. Ok. Cho nên sau nó sẽ là z. Còn ở đây, đây là âm t, âm tờ đó ha. Cho nên sau nó nếu mà thêm s thì nó là s. Shorts. Baths. Does. Đọc thì hơi khó nghe đúng không? Baths. Occurs. Và travels. Cho nên chỗ này các bạn sẽ chọn shorts. Dễ ha. Baths. Cái từ này hơi khó đọc với các bạn ha. Chữ đờ này đối với các bạn là khó, vì trong tiếng Việt nó không có âm này.
Ok, câu số 5 chúng ta sẽ chọn câu D. Dễ ha, nhanh chóng gọn gàng. Và qua phần số 2 La Mã, chúng ta sẽ tập trung cái phần ngữ pháp, đó là infinitive hay là gerund. Chúng ta nhớ lại cái kiến thức của mình. Infinitive là dạng to đi với động từ to do something. Hoặc là gerund có nghĩa là gì? Gerund là danh động từ, là động từ thêm in. Nó được hình thành từ động từ, nó thêm in vào và nó có chức năng như là một danh từ trong câu. Cho nên được gọi là danh động từ. Ok, các bạn có thể quay lại cái đoạn video trước khi mà cô giảng ngữ pháp thì chắc cách đây hai đoạn video hả? Cái bài số 3, tiết số 1 hay 2, tiết 2 hả? Ok. Thì chúng ta xem cái câu đầu tiên. As we don't agree about politics, we generally avoid. Chúng ta nhìn thấy cái chữ avoid. Các bạn nhớ được cái chữ avoid này không? Avoid doing something. Nhớ nha. Ghi chú, vừa nghe vừa ghi ha. Avoid doing something. Và chỗ này chúng ta sẽ có động từ thêm in cho discuss. Cô mở cái này nó lớn lên nha. Ok. Yes. Vậy sẽ là gì? Discussing. Yes. Discussing. As we don't agree about politics, we generally avoid discussing the subject. Đối với những cái chủ đề như là chính trị thì nó rất là nhạy cảm, mà nếu chúng ta không đồng ý thì chúng ta có thể tránh thảo luận về vấn đề đó. Okay. We generally avoid discussing the subject, cái chủ đề đó. Câu số 2. He doesn't get on with new boss, with the new boss, get on with someone có nghĩa là gì? Hòa hợp với ai đó, sống hòa hợp với ai đó. Tức là anh ta không hề hòa hợp với cái người chủ mới. The new boss, cái ông chủ mới. So he's asked transfer này là chuyển. Chuyển có thể là đi đến một cái nơi khác để làm việc, hay chuyển đến một cái nơi khác. To another branch, đến một cái chi nhánh khác of the company, của cái công ty. Vậy thì cái phẩy S này đó là cái gì các bạn? Xin hỏi cái phẩy S này đó là cái gì? Phẩy S này đó chính là động từ to be đó. Chính là động từ to be is. Nó chính là is. Anh ta được yêu cầu. Hoặc cũng có thể chúng ta sẽ hiểu là anh ta đã yêu cầu. Đó là do anh ta chủ động. Anh ta chủ động, anh ta yêu cầu. Cũng có thể là anh ta bị cái ông chủ mới này là yêu cầu, nên anh ta được yêu cầu. Chúng ta có thể hiểu theo hai cách này, bởi vì cái phẩy S này nó mơ hồ ha. Vẫn có thể hiểu hai cách đó đều có thể được chấp nhận được. Và chuyển đến thì anh gọi là được chuyển đến, đúng không? Gọi là được chuyển đến một cái chi nhánh khác của công ty. Ở đây chúng ta có một cái ý bị động, và cái cấu trúc cơ bản của bị động là gì? Các bạn nhớ không? Cấu trúc cơ bản của bị động đó là to be đi với động từ cột 3. Và chúng ta lại nhớ lại đây, cấu trúc cơ bản của bị động to be đi với động từ cột 3. Chúng ta nhớ lại giùm cô ha. Vậy thì chúng ta lại có một cái cấu trúc nữa là ask someone, ask to do something. Còn đây là anh ta được yêu cầu ha. He's asked to be transferred. Chỗ này sẽ đổi lại là gì? Cô để cái khung khác nha. Ok. Chỗ này sẽ đổi lại là gì? To be transferred. Ok. He's asked to be transferred to another branch of the company. Tức là anh ta được yêu cầu, hoặc là anh ta đã yêu cầu được chuyển đến một cái được chuyển đến ha, tại vì anh ta không phải, nó phải qua một số cái quyết định này nọ thì anh ta mới được đi chứ không, cho nên anh ta bị động mà. Anh ta được chuyển đến, anh ta yêu cầu được chuyển đến, asked to do something. Chúng ta nhớ cái cấu trúc là ask to do something. Thì chỗ này vì ask to do something cho nên phía chỗ này sẽ là to be transferred.
Hiểu ha? Ok. Dạ, hy vọng các bạn hiểu. Thứ nhất là ta vừa kết hợp cấu trúc của bị động, vừa kết hợp cấu trúc là ask to do something. Nha. Ok, nhớ ha. Câu số 3. Please stop interrupt me. Interrupt có nghĩa là gì? Interrupt là cắt ngang cái lời tôi nói khi tôi đang nói. Tự nhiên ấy, là nhảy vô miệng tôi ngồi, ví dụ như thế. Please stop, đừng có nhảy vô miệng của tôi ngồi nữa ha. Hay là đừng có cắt ngang lời của tôi nữa. Đó, cái ý của đây là interrupt là vậy. When I'm explaining something to you, khi mà tôi đang giải thích cái gì đó cho bạn. You can ask question at the end. Đây là cái câu mà có thể thầy cô giáo nói với các bạn nha. Em đừng có cắt ngang lời thầy nữa. Khi mà thầy đang giải thích cho em nghe nè, em có thể hỏi sau khi mà thầy nói xong. Ok. Đó, ví dụ như thầy. Vậy thì chúng ta nhớ lại cái chữ stop. Stop sau nó có hai trường hợp và nó với hai nghĩa khác nhau. Ngừng lại. Thứ nhất là stop to do something, tức là ngừng cái việc đang làm để làm một cái việc khác. Ví dụ như cô đang giảng bài như thế này, cô dừng lại cô uống nước. I stop to drink water. Ví dụ như thế. Tức là cô dừng lại cô uống nước, là cô dừng cái việc mà cô đang làm để cô dừng lại để cô uống nước. Và sau khi uống nước xong, cô sẽ quay lại cái việc của cô. Đó là cô đi cô giảng bài, ví dụ như thế. Còn cái chữ stop doing something, một cái trường hợp nữa đó là stop doing something. Đó là gì? Ngừng hẳn cái việc đó và đừng làm cái việc đó nữa. Và không làm cái việc đó nữa. Ví dụ như cô nói là My father stopped smoking for 3 years. Ba tôi đã ngừng hút thuốc được 3 năm rồi. Đó. My father has stopped smoking for 3 years. Ví dụ như thế. Vậy thì chỗ này là smoking là verb in đúng không? Vậy động từ verb in mà đứng theo sau stop là ngừng luôn cái việc gì đó. Thì trong trường hợp này có phải là ngừng luôn không? Hay là ngừng một chút xíu rồi thôi là lại interrupt nữa. Đây là ngừng hẳn, đúng không? Trong trường hợp của câu này là làm ơn đừng có cắt ngang lời của thầy nữa em à. Ví dụ như thế thì có nghĩa là ngừng hẳn luôn đi ha. Cho nên chỗ này sẽ là verb in, stop interrupting. Interrupting. All right. Interrupting me when I'm explaining something to you. You can ask questions at the end. Yes. Câu số 4, I must say I don't really fancy spend. Chúng ta nhớ fancy sau nó là gì? Fancy sau nó là gì ạ? Fancy sau nó là verb in. I don't really fancy spending my whole holiday with your cousins. Fancy là thích. À, chỗ này sẽ là spending, right? I don't really fancy. Tôi cũng không có thật sự thích dành nguyên cái kỳ nghỉ của tôi với cái người em họ của bạn, người anh em họ của bạn. Tôi phải nói điều như thế. nó phiền phức, ví dụ như thế. I don't really fancy spending my whole holiday with your cousins. Fancy doing something, nó thích làm gì đó. Ở đây là I don't really fancy, tôi không thật sự thích. Ok. Câu số 5. He admits entered the house, but he says he didn't take anything. Anh ta thừa nhận là anh ta bước vào nhà, anh ta vào nhà nhưng mà anh ta nói là anh ta không lấy cái gì cả. Chúng ta có từ admit sau nó là động từ thêm in. Cho nên chỗ này sẽ là entering. À, cái này là những cái động từ mà các bạn cần phải lưu ý ha, những cái chỗ mà cô gạch chân á, là những cái chỗ mà các bạn phải cực kỳ lưu ý, phải nhớ được phía sau nó là cái gì. Để có thể là cái này hoặc là cái kia, và cái này là gì và cái kia có nghĩa là gì, thì chúng ta phải phân định ra ha. Câu số 6. I've apologized. I have apologized to her.
But she still refuses speak to me. Tôi đã xin lỗi cô ấy rồi, nhưng mà cô ta vẫn từ chối nói chuyện với tôi. Okay. Nói chuyện với tôi là giới từ to nha các bạn, không có with nha. Để ý nha. Và rồi chúng ta sẽ thấy là cái chữ refuse. He still refuses. She still refuses. Refuse đi với cái sau nó là to do something, là to speak. To speak, right? I've apologized to her, but she still refuses to speak to me. Yeah. Refuse to do something. Refuse to do something. Ở nhà các bạn cứ đọc để nhớ nha. Câu số 7. I don't mind. Đương nhiên là working rồi ha. À, cái cấu trúc này cô nhớ không lầm là các bạn học từ năm lớp 7, lớp 8 gì đó. I don't mind working late if it will help at all. Tôi không phiền khi làm việc muộn. Okay, sorry các bạn. Alright. I simply can't afford. Chúng ta có là afford to do something, đúng không? Cho nên là to support you any longer. To support you. I simply can't afford. Can't afford to support you any longer. You just have to find a job. Okay. Có thể là ai đó là cái người bảo trợ ha, nói với bạn là gì, à, xin lỗi là cô, là chú, là ba, là mẹ không thể hỗ trợ con được thêm nữa, à, không phải đi tìm việc thôi. Ok, câu số 9, chúng ta sẽ có là we had hoped to find the project by the end of the month, but we keep by changes in the plans. Changes này là bởi những cái sự thay đổi ở trong cái kế hoạch. Có những cái thay đổi trong cái kế hoạch. Vậy thì chúng tôi vẫn phải bị trì hoãn. Yeah. Chúng tôi đã hy vọng là tìm được cái dự án vào cuối tháng, nhưng mà chúng tôi bị trì hoãn bởi những cái thay đổi trong cái kế hoạch. Vậy thì đây chúng ta đang bị động ha. Chúng tôi này đang ở bị động. Vậy thì sẽ là gì? Keep. Chúng ta nhớ là keep doing something, đúng không? Và ta đưa cái cấu trúc bị động này vào trong cái chỗ này thì nó đương nhiên nó sẽ là gì? Keep being delayed. Động từ ở bị động thì nó gồm có to be và đi đối với động từ cột 3. Mà sau keep thì nó phải là verb in, cho nên phải là be in. À, các bạn nắm nha. We keep being delayed by changes in the plans. Câu số 10 chúng ta sẽ có là gì? You better go and see the teacher and say what you've done. If you put off, put off thì ta có cái off này chính là preposition. Động từ theo sau prepositions, đương nhiên nó là một dạng verb in. Explaining. Okay, explaining. Yes. Now, if you put off explaining to her, she'll only be more annoyed. Bạn nên đi gặp cô giáo á ha, và nói về bạn đã làm cái gì, tức là hãy thừa nhận cái việc mình đã làm. Nếu mà bạn vẫn put off này có nghĩa là trì hoãn, tức là ta không giải thích cho cô ấy hiểu, thì cô ấy sẽ chỉ có tức giận thêm mà thôi. Ok, có nghĩa là put off là trì hoãn ha. Và ta có off là preposition, động từ theo sau nó, verb in. Ok. Dễ ha. Vậy thì ta nhớ lại một số những cái kiến thức trong cái bài này. Nó rất là sát với chương trình của các bạn ha. Avoid doing something. Ask to do something. Mà đây là bị động thì phải là to be. Ok.
stop doing something hay là start to do something nó có cái nghĩa khác nữa. Tuy nhiên trong trường hợp này thì chúng ta chọn là stop doing something, là ngừng hẳn luôn cái việc đó. Câu số 4, fancy doing something. Cô nhắc lại cho các bạn nhớ ha. Admit doing something, thừa nhận cái gì đó. Refuse, refuse to do something. Refuse tức là từ chối ha. Rồi gì nữa? I don't mind, mind doing something, tức là tôi không phiền, hay là phiền làm cái việc gì đó. Don't mind là không phiền. Afford to do something, afford to support you anymore, any longer, afford to do something. Keep thì sau nó phải là verb in, cho nên sẽ là be in delayed. Trong tình huống này nó là bị động. Và preposition theo sau nó là verb in. Ok, đó, đây là một cái phần rất là sát với chương trình. Các bạn có thể theo dõi lại ha. Xem lại cái phần ngữ pháp ở video trước giùm cô. Ok, yes. Rồi chúng ta xuống cái phần tiếp theo. Chúng ta xuống cái phần tiếp theo, phần ba la mã. Choose the best answer for each of the following sentences. Ở đây chúng ta sẽ có multiple choice. Chúng ta thấy là cũng không cần phải đọc cả câu. Avoid đương nhiên là verb in rồi đúng không? Nhưng mà tức là câu B, câu C và câu D bỏ nè. Xin lỗi, câu C và câu D bỏ ha. Chúng ta sẽ chọn một là câu A, hai là câu B. Câu A đang ở chủ động và câu B đang ở bị động. Tránh your house plants too much water, tức là tránh tưới nước quá nhiều cho cái cây cối ở nhà ha. Thì chỗ này là bạn chủ động đúng không? Cho nên sẽ là gì? Avoid giving your house plants too much water. Chúng ta không thể nói bị động được. Câu số 2. Tom appreciated breakfast in bed when he wasn't feeling well. Tom rất là biết ơn khi mà được phục vụ bữa sáng trên giường khi mà anh ta không được, không cảm thấy khỏe lắm. Vậy thì ở đây chúng ta bị động đúng không? Bị động, vậy thì câu C này bỏ nè. Rồi câu A cũng bỏ luôn nè. Vì nó phải có nghĩa bị động. Một là câu B, hai là câu D. Mà appreciate thì các bạn sau nó thì chúng ta sẽ chọn verb in ha. Ta sẽ chọn câu B. Ok. Cô nói nhanh để các bạn có thể loại bỏ những cái gì không đúng và các bạn chọn thôi. Yeah. Câu số 3. Mary didn't expect to John's party. Mary không hề mong đợi được mời đúng không? Được yêu cầu đến bữa tiệc của John. Tức là nó có nghĩa bị động. À, được yêu cầu mà, được mời. Cho nên là mang nghĩa bị động thì ta không thể chọn câu A, cũng không thể chọn câu C. Mà expect thì sau nó là to do something, cho nên chỗ này sẽ là to be asked to John's party. Dễ ha? Quá dễ luôn. Câu số 4, I finally finished. Chúng ta thấy là finished, chúng ta không biết là nó chủ động hay bị động. Nhưng mà finished sau nó là verb in, cho nên là câu C và câu D bỏ nè. Đó, dễ không? Finished sau nó phải là verb in. I finally finished, tôi cuối cùng cũng hoàn thành cái việc gì đó. At 7 p.m. and served dinner. Lúc 7 giờ tối và phục vụ bữa tối. Vậy thì ta không có bị động ở đây. Chỗ này ta chọn câu A thôi, không có gì hết. Finally finished cooking. Yes. Dễ ha. Câu số 5. Mr. Wilson always remembers. Ông Wilson lúc nào cũng nhớ. In the garage, so that the driveway is free for other cars. Ông lúc nào cũng nhớ đậu xe trong gara, vì thế đường xa nó trống trải cho những cái xe khác. Vậy thì ta nhìn cái câu số 5. Ông ta nhớ, nhớ thì ta chữ nhớ, cái chữ nhớ này nên sau nó là có cả hai trường hợp, đó là nhớ làm gì và nhớ không làm gì. Và ông ta nhớ trước rồi ông ta mới làm cái việc đó, đúng không? Cho nên chỗ này các bạn không thể chọn câu A và câu B. Đồng ý ha? Ông lúc nào cũng nhớ làm cái việc đó, có nghĩa là ông ta lưu ý, ông ta nhớ làm cái việc đó.
Ừ. Cho nên ông ta nhớ trước và ông ta làm sau. Và ở đây thì ông ta làm mà không có nghĩ bị động, đúng không? Đâu có nghĩ bị động đâu. Là được đậu xe. Không phải, ông ta lúc nào cũng nhớ đậu xe ở trong gara. À, cho nên chỗ này chúng ta chọn câu C, loại suy bớt những cái câu không đúng ha. Câu 6, the nurse suggested. Suggest thì các bạn nhớ là chúng ta sau cái chữ suggest chúng ta có là verb in. Cho nên chỗ này câu C và câu D bỏ nè. Đó. Thấy không? Nhanh gọn lẹ ha. Suggest the verb in. The nurse suggested two aspirin. Cái người y tá này là đề nghị là uống hai viên thuốc aspirin. Cô ấy có đề nghị được uống không? Mà là đề nghị người khác uống chứ không phải cô ấy uống ha. Cho nên chỗ này sẽ là gì? Taken. Chỗ này suggest being taken là cô ấy uống á. Thì cái này không phải là cô ấy uống mà là người khác uống, người bệnh uống ha. Ok, chúng ta sẽ chọn nghĩa chủ động chứ không phải bị động. Câu số 7. Would you mind not? Thì các bạn nhớ rằng cái chữ mind này nè. Đâu rồi? À, cái chữ mind ở phía trên. Yes. Where is it? À, cái chữ mind đây nè, câu số 7. Nghe câu số 7 ha. Yes. Thì cái chữ mind này phía sau nó là verb in nè, đúng không? Working nè. Ừ. Thì chúng ta sẽ quay xuống cái câu số 7 dưới đây là would you mind not gì đó. Thì cái chữ này chúng ta bỏ nè. C và D chúng ta bỏ nè. Vì mind sau nó là verb in. Would you mind not the radio until I've finished with this phone call? À, bạn có phiền không nếu như không bật radio cho đến khi tôi gọi điện xong? Ok. Thì chỗ này chúng ta không hề có một cái nghĩa bị động gì hết cho nên chúng ta chọn câu A. Would you mind not turning on the radio until I finished with this phone call? Ok, không có nghĩa bị động, ta không chọn câu B. Yeah. Và mind thì sau nó là verb in cho nên ta không chọn câu C và câu D ngay từ ban đầu. Dễ ha. Câu số 8, chúng ta xem. Even though he was much younger than other children, Bob demanded gì đó in the game they were playing. Even though là mặc dù, à mặc dù he was, mặc dù anh ta, cậu ta chứ ha, cậu ta nhỏ tuổi hơn rất nhiều những cái đứa trẻ khác, nhưng mà Bob yêu cầu là gì? Được chơi game, được chơi cùng với họ luôn, trong trong cái chơi, trong cái trò chơi mà họ đang chơi, được bao gồm ở trong cái trò chơi mà họ đang chơi. Thì vì chỗ này nó là bị động cho nên chỗ này cái gì nó không phải bị động thì ta bỏ đi. Nó bị động thì phải có động từ to be và động từ cột 3, đúng không? Cho nên là cái gì không phải bị động các bạn bỏ đi. Và demand to do something, à, cấu trúc của chữ demand, demand to do something, chính vì vậy mà các bạn chọn cô đi. Demand to be included. À, mặc dù là nó nhỏ hơn mấy đứa trẻ khác nhưng mà Bob nó cũng yêu cầu là được tham gia vào cái trò chơi mà tụi kia đang chơi. Ví dụ như vậy. À, cho nên là chỗ này là được cho vào chơi nhưng bị động. Và demand to do something cho nên ta chọn là to be included. Yes, câu số 9. Julia's children are used to. À, các bạn nhớ cái này không? Are used to. Xin quay trở lại cái chương trình học kỳ 2 năm lớp 8 của các bạn. Nếu cô nhớ không lầm ha. Thì nó có cái used to và to be used to. Thì nếu mà nó có to be ở đây thì đương nhiên động từ theo sau nó là phải rồi verb in rồi. Động từ phía sau nó phải bắt đầu bằng to verb in. Thì chỗ này ta sẽ không chọn câu C và câu D, bỏ luôn. Đó. Ta chỉ còn là picking up và being picked up. Và chỗ này là chủ động hay là bị động? Con của Julius thì quen với việc được đón sau giờ học mỗi ngày, đúng không? They don't have to work home. They don't have to walk home. Chúng không phải đi bộ về mà chúng quen với việc được đón về.
Cho nên chỗ này là phải là bị động. Các bạn chọn câu B ha. Ok. Number 10. I'm angry because you don't, sorry, you didn't tell me the truth. Tôi rất là nổi giận, rất là giận là bởi vì bạn không có nói cho tôi nghe cái sự thật. I don't like. Tôi không thích. Tôi không thích gì? Tôi không thích bị lừa. À, tôi không thích bị lừa về cái cấu trúc bị động. Thì ta phải bỏ cái câu C và bỏ câu A đi, tại vì nó không hề có nghĩa bị động. Và I don't like, tôi không thích bị lừa. Chỗ này các bạn sẽ chọn là being deceived. I don't like being deceived. Tôi không thích bị lừa. Like doing something. Ok. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây trong cái video lần này ha. Ta sẽ dừng lại ở đây. Và trong cái video lần sau cô sẽ giải thích cái phần tiếp theo cho các bạn. Các bạn về nhà xem lại thật là kỹ những cái kiến thức ngữ pháp này, vì nó liên quan trực tiếp đến cái phần bài của các bạn vào trong cái chương trình ôn thi của các bạn ha. À, có câu hỏi gì thì các bạn có thể để lại comments bên dưới, các bạn có thể hỏi cô. Và trong cái đường, trong cái phần mô tả đó, thì các bạn có thể theo đường link đó lấy cái phần bài tập này. Đó là phần bài tập bổ trợ trong trong cái bài tập số 3, trong cái bài số 3. Ok. So goodbye and see you everyone.